Chào bác, nay em quay bác vườn ươm trà. Đây những cái cây nhỏ thì ươm bằng cái túi bầu bằng nhựa mềm. Còn cái cây to thì ươm bằng bịch vải to. Những cái bịch này là đường kính 80. Cái bịch vải to này đường kính 80. Còn cái túi bầu như cỡ này thì đường kính 21. Đó thì bên em hiện tại thì bên em cái cây này bên em không bán nữa. Cái cây này em trồng chơi nó không bán. Còn em bán cái bịch vải, những cái bịch các bác ươm này. Bịch vải và những cái túi bầu. Túi bầu thì 60.000 1 kg, 10 g thì còn 550 và 20 kg là 1 triệu và tất nhiên là miễn phí ship rồi. Là cái túi bầu nhựa mềm. Còn cái bịch vải này thì bán theo kích thước. Kích thước nào to thì to tiền mà bé thì bé tiền. Đây em rất nhiều bịch vải thì có cỡ nhỏ nhất là đường kính 20, cỡ to nhất là đường kính 80, nhưng thường thường là kích thước 60 trở xuống là có sẵn, còn 80 thì thường thường ít người dùng nó hay hết hàng. Đây còn cái bầu nhựa mềm thì tất cả các kích thước thì em đều có sẵn hết. Thì bác nào có nhu cầu mua cái bầu nhựa mềm để ươm cây hoặc các cái túi vải này to để trồng cây thì các bác liên hệ với em số điện thoại 0375 524 180, số điện thoại em gửi vào Zalo. Đó, các bác có thể gọi điện để nhắn tin Zalo. Đây là cái bầu nhỏ nhất, cái bầu nhỏ nhất đường kính 8 cm, rộng 8 và cao 8 cm. Đây em ươm ở trong này, đây em bới vào xem. Đây. Ươm trà ở trong này. Đây. Cái bầu ươm này, cái bầu nhỏ nhất này thì 1 kg được khoảng 800 cái. Đó, các bác tha hồ ươm. Đây ươm nó quay vào như của quay mạ. Rất là đảm bảo. Cả cái chỗ này là bầu nhỏ rộng 8, đường kính 8 cm, cao 8 cm, 1 kg, cái bầu đấy khoảng 800 cái, các bác tha hồ mà ươm. Rất nhiều kích thước. Túi bầu túi vải. Bác nào có nhu cầu thì alo em, số điện thoại là 0375 524 180, số điện thoại em dùng ở Zalo. Các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo. Xin lưu ý lại là em hiện tại em chỉ bán túi bầu nhựa mềm và túi vải để trồng cây. Còn các cái cây, các cái phôi thì em chưa bán các bác nhé, em không bán. Đó. Ok, xin chào bác.